Chà chà, mình thấy lấp ló xa xa đằng kia hình như có cái gì kìa các bạn. À, có con rỗ, có rỗ chân chụp gì các bạn. Để mình lại xem thử nha. Các bạn cùng mình lại xem thử cái gì nè. À, cái rỗ này các bạn ơi. Cái rỗ đang chụp một mớ đồ chơi luôn các bạn ơi. Hình như là có một chiếc xe này, hình như chiếc xe này chở các con thú lại để đây cho các bạn. Bây giờ mình xem thử có các con thú nào ha. Để mình bỏ cái rổ ra. À, mình xem thử con thú nào mình bỏ vô rổ, mình đọc tên các con thú các bạn nghe ha. À, đầu tiên là một chú hươu. Ồ, chú hươu có cặp sừng rất là đẹp nào. Rồi, mình cho chú hươu vào rổ ha. Đây, chú gì màu đà đây. À, thì ra là một bác gấu. Một bác gấu đấy các bạn. Rồi, mình bỏ bác gấu vào rổ nha. Ui, khủng long dài quá. Bạn khủng long này dài ghê các bạn ơi. Cái đuôi bạn khủng long này khá là dài luôn đấy. Rồi, mình hãy bỏ bạn khủng long này vào rổ luôn. À, một bạn gì đây. À, bạn gì có cái lưng bạn, trên lưng bạn có màu đen đen đấy các bạn. À, thì ra là một bạn lợn rừng đấy các bạn. Ừ, bạn lợn rừng này. Mình bỏ vào rổ luôn nha. Rồi, tới bạn gì đây nào. À, một bạn khủng long màu xanh lá cây. Hai cái chân trước của bạn xanh lá cây này nhỏ hơn hai cái chân sau nhé các bạn nha. Rồi, bạn này vào rổ luôn. Rồi mình tiếp tục nha. À, thì ra là một bạn lạc đà đấy các bạn. Cho bạn lạc đà đây vào luôn nha. Bạn gì đấy. Bạn gì có cái đuôi. Ôi, cái đuôi bạn này ngoéo lại nè. Bạn gì đây. Ui, cái đây này gai nhiều quá. Gai từ đầu tới đuôi luôn các bạn ơi. À, thì ra là một bạn khủng long. Ừ, mình cho vào rổ luôn. Rồi, tới bạn gì đây nữa. Úi, cái đuôi bạn này đẹp quá các bạn ơi. Nhưng mà mình bạn này khá là nhiều gai đấy. Ồ, bạn này trông vẻ hung dữ nha. À, bạn này cũng là bạn khủng long luôn đấy các bạn. Rồi, mình cũng cho vào rổ. Đây, tiếp tục là bạn gì đây. Ồ, bạn gì có cái đốm trên bụng đây bạn ơi. Bạn bò đấy, bạn bò sữa đấy các bạn à. Ống bò. Mình cho vào rổ luôn. Đây, bạn này. Wow, cái răng của bạn này nhiều gớm các bạn ha. Nhiều cái răng quá các bạn ha. À, đây là bạn khủng long luôn đấy các bạn. Mình cho bạn khủng long vào luôn. Cộng này nó mắc nè các bạn. Mình lấy. Rồi. Rồi, tiếp tục mình xem thứ ăn nào nữa ha. Đây, lại là một bạn khủng long nữa đấy các bạn. Khủng long màu cam. Ừ, bạn đây là bạn gì có cái mũ đây. À, bạn đây là bạn Mersal trong đội chó cứu hộ đấy các bạn ơi. Bạn này có cái mũ VIP pro quá. Rồi, mình cho bạn này vào rổ luôn. Đây, bạn gì đấy. À, thì ra là một chú sư tử. Một chú sư tử đấy các bạn ơi. Ừ, sư tử vào rổ luôn. Đây là bạn gì đây. À, một bạn ngựa. Một bạn ngựa màu đà đấy các bạn. Rồi, mình cùng bỏ bạn ngựa đà vào rổ luôn. À, wow, có một chú cá sấu thiệt là bự. Wow, chú cá sấu này dài ghê luôn các bạn ơi. Chú cá sấu dài ghê không. Wow, có răng chú cá sấu nhiều quá trời trời luôn. Mình còn bỏ chú cá sấu này vào rổ luôn. Bạn đây nhớ nè. Bạn đây là bạn gì đây. À, bạn đây là bạn báo đốm đấy các bạn. Wow, bạn báo đốm này cái mình dài lắm. Mình cũng dài ghê luôn. Rồi bỏ vô luôn.
Ơi bạn gì có cái sọc vàng vàng đây các bạn ơi. À thì ra là một bạn hổ đấy các bạn. Bạn hổ này đấy. Bạn hổ này xinh nha. Rồi mình cho bạn hổ vào rổ luôn. Thế bạn gì nữa đấy? Bạn này có cái mũ màu vàng này các bạn. Thì ra là một bạn. Đây bạn đây có tên là Rubble đấy các bạn ơi, trong đội chỗ cứu hộ luôn này. Rồi mình cho vào rổ luôn. Rồi để xem. À đây là một bạn gì đây? Ôi bạn khủng long này các bạn. Cái đầu của bạn khủng long này nhỏ và dài ha. Ui trên lưng có nhiều cái gai quá. Cái gai giống cái lá các bạn ha. Rồi mình cho bạn vào rổ luôn. Rồi mình xem thử nha. Ôi các bạn khủng long. Đây bạn khủng long này cao bằng chiếc xe luôn các bạn. Bạn khủng long này đứng cao bằng chiếc xe luôn này các bạn ơi. Wow bạn khủng long này cao thiệt luôn ta. Wow. Rồi mình cho vào rổ luôn. Bạn gì đây? Bạn gì màu tím đây? Bạn này có cái vòi đẹp các bạn ha. Thì ra là một bạn voi đấy các bạn ơi. Bạn voi đây cái đuôi ngắn này các bạn ơi. Cái đuôi của bạn voi này ngắn nè. Có cặp tai to dễ sợ luôn. Rồi mình cùng cho vào rổ luôn. Đây bạn gì đây? Bạn gì mà có cái cổ dài thế các bạn? Thì ra là một bạn khủng long đấy các bạn ơi. Bạn khủng long này có cái cổ dài quá các bạn ơi. Dài giống chú hươu cái cổ luôn các bạn ha. Rồi mình cho bạn khủng long này vào rổ luôn. Bạn gì nằm ngửa đấy? Bạn gì nằm đấy? Thì ra là một bạn sư tử đấy các bạn. Sư tử đang nhìn nè. Rồi mình cho bạn sư tử vào rổ luôn. Còn một bạn nữa nè bạn ơi. Các bạn ơi. Lại là một chú báo đốm đấy các bạn. Báo đốm này. Chú báo đốm này trông có vẻ hung dữ đó các bạn ơi. Rồi mình bỏ chú báo đốm vào trong rổ ha. Có một chiếc xe nè. Chiếc xe to quá các bạn ơi. Rồi chiếc xe đã chở tất cả các con vật luôn. Nhiều quá các bạn ha. Rồi mình cùng đem về nha các bạn. Đem tất cả nhà, về nhà mình chơi nha các bạn ơi. Gồm cả xe và các con thú nữa nha. Bye bye các bạn nha.